Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tên này lại dùng hắc viêm tháp bảo vệ 3 tầng sau của kiểu trùng tử địa rồi. Thật là thú vị con người. Mình, người khổ sở kiên trì như thế có tác dụng gì? Mặc dù không biết ngươi có được bảo vật này từ đâu, nhưng mà dưới đòn công kích ngoan cường của yêu tộc ta, Minh Vực sớm muộn gì cũng sẽ bị phá, kết cục của các ngươi sẽ càng thê thảm. Vậy thì có sao Trúc Long, chiến sĩ của Minh Vực ta tuyệt đối là sẽ không lùi nửa bước. Hà tất là phải như thế? Là tình ta ngươi giao thủ bao nhiêu năm nay, chỉ cần ngươi dâng Minh Vực thần phục ta, ta sẽ có thể tha cho ngươi con đường sống. Yêu tộc của ta mặc dù có thù với nhân tộc, nhưng mà chiến sĩ có người nguyện ý thuần phục ta, Trúc Long ta vẫn sẽ để hắn đi theo bên cạnh. Ta trước giờ vẫn rất tán thưởng thiên tư của các người, đủ để đảm nhiệm làm tay trái tay phải của ta. Ngươi nói có đúng hay không? Có thể làm việc cho Trúc Long đại nhân vĩ đại là phúc khí ba đời của Diệp, là phúc khí ba đời của Diệp Hàn. Tiểu nhân bị ổi, ngươi không được chết tử tế. Bị ổi, đây vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé, cường giả đứng đầu. Năm đó ta bị tiểu tử Nhấp Ni đó truy sát, rơi vào trong vực sâu của cửu trùng tử địa. Ngươi thân là người nắm giữ Minh Vực, có thể cứu mạng của ta, nhưng mà ngươi lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đáng tiếc ý trời trêu ngươi, không ngờ được sau khi ta rơi vào vực sâu lại không chết, ngược lại còn có được mảnh vỡ thần cách của hỗn độn ninh thần. Ông già đó vì ta là nhân tộc, cam nguyện truyền cho ta mảnh vỡ thần cách và truyền thừa, nhưng hắn lại không biết ta lợi dụng mảnh vỡ thần cách này mở ra thế giới thứ nguyên nhân tộc, giết sạch hỗn nguyên thế gia mà hắn truyền thừa này, lại khiến ta có được thần lực vô thượng. Nghiêm, tên này vong ân phụ nghĩa không bằng cầm thú. Ồ, ta nhận ra người, là kiếm của Ngọc Ấn thế gia, các người đã từng giúp cho Nhiếp Ly. Đợi phá được mai rùa đen này thì tất cả mọi người trong Ngọc Ấn thế gia đều phải chết. Chết mà thôi, Ngọc Ấn thế gia ta có sợ gì? Ồ, ngoan cố. Mình, nếu ngươi đã một lòng muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi.